danh lợi đua chen, lòng riêng sành mùi cuốn mắm cài sâu. Hết thời con gái là quá ngọc thanh. Kia hiện đấy, hiện đấy gì đấy, chắc đã đại huynh, chúng ta lại đây nè, ngồi xuống gốc cây nè, uống cạn về chúng để nhớ hoài cái ngày mà anh em mình đưa tiễn nhau đi. Đại huynh hoàng đã, lòng ta còn những điều thắc mắc ta chưa thể uống được. Hiện đệ nghe ta hỏi đã. Vâng, đệ huynh cứ hỏi đi, để sẵn sàng rửa tay em thôi mà nghe nè. Hiện đệ còn dám mang hình hài sơ sắc trở về đây à? Tại sao đệ huynh? Sao đệ huynh nỡ cấm đệ trở về cái nơi mà đệ vẫn còn chất chứa những thâm tình chứ? Chính vì những thâm tình đó mà ta có những lời hàng học để hỏi hiện đệ. Đệ huynh, đệ đã làm gì mà? Để làm tuổi giống hồn bá mẫu và phụ lòng người con gái chung tình. À, đại huynh muốn nói đến Quỳnh Nga. Chứ còn ai nữa? Nàng đó vì ai đem đôi bàn tay cầm lao hiền phụ, đặt trên vai hiền đệ bao nhiêu kỳ vọng là tình yêu thần thiết tinh khôi. Đại huynh, để thành thật xin lỗi đại huynh đó. À, sao lại xin lỗi ta? Vì tiểu đệ Trần Minh của đại huynh đã đổ trạng nguyên rồi. Hả? Đổ trạng rồi? Gì mà từ nãy giờ không nói để người ta mừng. Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà vẫn im lìm, không có chiếu vua chuyển vì làng lo đón tiếp, và ngay cả đến huyện quan sở tại không biết không hay. Đại huynh, đệ có còn ai đây mà làm rình rang cho rõ ràng dòng họ chứ? Cho nên đệ cúi cầu xin với đất thánh à, quân đừng ban chiếu thông báo trước, để sẽ tùy nghi mà sắp xếp. Sao bỗng nhiên tâm trạng Trần Minh lại hy sinh làm một chuyện lạ thường? Đối với đại huynh và hiền phụ Nga, để phải dành cho bao tình cảm thiết tha. Vì hai người tình rất thâm trọng, để phải hết lòng lo lắng liệu toàn, phải đón mừng nhau cho hết sức đậm đà, cho xứng với tình và thâm ân, để mới sinh làm chuyện nghịch thường, vậy mà vẫn chưa trọn lòng yêu thương. Nhưng đệ không dối ta đấy chứ? Chứ đệ huynh, đệ không bao giờ nắm dám nói dối. Thế tại sao hiền đệ vẫn còn mặc y phục mình để tìm ta? Đại huynh, đệ muốn tìm lại trọn vẹn tâm tình của ngài đưa tiễn. Hai thằng bạn nghèo đã rót rượu dặn dò nhau, áo mạo trạng nguyên là biển rộng sông sâu sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ. Xem ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh. Bây giờ hiện đại đứng đi chờ ta. Đại huynh đi đâu vậy? Ta đi tìm mua rượu. Có rồi nè. Nhưng rượu này không phải là rượu trạng nguyên hay là ngự tửu, mà rượu này để ta ghé mua ở quán nghèo bên đường kìa. Giờ đã là trạng nguyên mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo ngày cũ à? Uống với đại huynh, tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị. Xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Riêng rượu lạc tràng nguyên thì để
thần. Đâu dám rót làm bận môi người nghĩa khí, xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Trời áo màu cân đai gửi cho quân hầu cần, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Vị rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Dân, tao uống đây. Mời đại huynh hãy uống thêm một chén nữa. Mời hiền đệ. Hiền đệ. Đệ ơi đệ đã còi lớp máu trắng và hiền đệ đánh ta bằng tại chung máu lục. Sao xuyến tâm hồn dương đậm nghĩa vô trinh, hơi rượu nay ướp men tình ngày. Nhưng sao ta nghe còn hơi hướng chẳng, rượu đã mất ngon rồi. Vậy xin nhắm cùng mai cạn dài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuộc bắn cài sâu. Đại huynh nợ để cho đệ khi có mạo cân đai đành hãy mất bạn hay sao? Chứ làm sao hơn được nữa, khi đôi bằng hữu của một kẻ cao sang thì làm sao tránh khỏi sự phân biệt gì phân chia giai cấp. Đại huynh, đại huynh có còn gì để dạy nhau chăng? Còn ta xin gửi cho đệ một nhành bóng lúa mới thơm tho như lời dặn dò. Khi được cao sang cho huynh những kẻ mùng lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, vì họ là những người ân. Nhưng lớp người đó bị nhiều khinh bạc của những hạng người áo đồng mũ cao ăn trên ngồi tức, mà bây giờ để là người đã nhấn thân vô. Căng trọng nhận trong tay nhành lúa mới thơm tho, và tâm nguyện sẽ giữ trọn lời ký thác. Trong đời để chỉ có hai người thân yêu nhất là hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Dũng Điền. Được rồi, được như thế là ta mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ ta về, khi nào rảnh ghé nhà tao uống rượu. Dạ dạ, để quên đi về. Anh đi đây nha.